Phải nói rằng Hằng Tú giống một mẹ bỉm sữa siêu nhân hơn là một wow mom bình thường. Làm kinh sở doanh giỏi, liên tiếp cho ra mắt yêu thương hiệu mới, công ty mới với hàng trăm nhân viên, không ai ước lượng nổi Hằng Tú giàu đến mức nào. Hằng Tú làm việc rất chăm chỉ, lúc nào cũng thấy bà mẹ bốn con mắt quay cùng với đủ thứ việc. Và hôm nay, trong lúc Hằng Tú mải mê chia sẻ quảng cáo bán hàng, hội chị em đã phát hình thành một cụ thể khá toán, đó là mức doanh thu hàng tháng của một yêu thương hiệu do Hằng Tú quản lý lên đến 7,7 tỷ đồng. Con số doanh thu cũng gần 8 tỷ tháng Hằng Tú để lộ làm nhiều người nín thở. Mặc dù Hằng Tú đã kéo che đi con số lãi, nhưng vẫn để lộ số doanh thu. Chỉ vài khu chợ thôi mà đã thu nhập gần 8 tỷ, nếu tính tổng doanh thu từ cục bộ hệ thống do Hằng Tú làm chủ thì không biết con số ấy sẽ dài đến đâu. Chuỗi khu chợ kinh sở doanh của Walmart Hà Thành cực kỳ đắt khách. Vừa thắc mắc mày mò nhưng hội chị em cũng vừa thấy ngưỡng mộ. Một người thiếu nữ nhỏ dài nhỏ bé như Hằng Tú lại có thể xây dựng sự nghiệp riêng thành công đến thế, cánh mày râu cũng nể phục cực kỳ.